Hello, hãy xin chào quý cô chú anh chị cùng các em thân mến nha. Bây giờ Tết đến xuân về nha các bạn. Bây giờ trong nhà thì hôm trước á, Hải có làm cái món thịt kho rồi. Nhưng mà để món thịt kho thì ăn nó đơn điệu quá. Hải tiếp tục làm một món nữa là dưa kiệu Tết nha. Mà dưa kiệu Tết không phải là một món đơn độc, nó bình thường quá. Hôm nay Hải tiếp tục làm cái món này với 9 món. À, 9 loại nguyên liệu. Đó, cái Tết đến xuân về mà mình làm cái số 9 này ha. Nói chung mà cũ thì nó thành mới nghe cả nhà. Đó, để cũ mình để làm đón năm mới. Đây là 9 loại nguyên liệu nha. Mình giới thiệu sơ qua nha. Bắp cải cái này là mình coi được một món nha. Đó. Đây là ớt nè. Ớt là màu đỏ tượng trưng cho may mắn nha. À, cây củ hành nè ha, với củ gừng nè, tượng trưng là ấm áp ha. À, tỏi thì nó trừ tà nha. Còn cái củ sả này mình ăn vô mình thả xuôi cả nhà. Đó, bây giờ còn cái dưa kiệu, cái này cái củ kiệu cả nhà cũng nhớ nghĩ tới chuyện gì không? Ngày xưa quan chức này kia về làng phải ngồi kiệu nha, mình phải có củ kiệu đó. Rồi bên đây hai quan thứ quan trọng nữa, đây là củ su hào cả nhà. Dù su hào là tượng trưng cho tiền bạc nha, còn củ cà gót nó màu vàng tượng trưng cho vàng, 24 hay là 18 giờ cũng được, miễn có vàng ok nha. Rồi bây giờ cả nhà mình theo dõi Hải sẽ sơ chế sơ những cái món này qua, rồi mình ngâm giấm, rồi mình ủ chua, mình để trong tủ mát, mình để dành ăn Tết nữa nha. À, nãy giờ thì mình tiết kiệm thời gian cho gia đình mình ha, thì Hải đã sắt trước ở trên nha. Bây giờ còn tới cái công đoạn là còn món của su hào này nó là xong ngay cả nhà. Mình sắt kiểu này nhìn thấy hấp dẫn không, nó dúng rồi ha, gần gần nhìn thấy nó hấp dẫn. Cả nhà mình nên làm cái gì nó cũng bự chút nha, thì mình ngày Tết mà mình đãi bạn bè khách khứa lại nha, đông vui này kia thì cái việc bự sang sang, mà bự sang là mình thấy sang sang rồi. À, cái này á Hải làm rất là nhiều món nha, nhiều chín loại đó nha, cho nên là nhiều người á ăn loại này không được ăn loại khác nha. Chung là cái món này nó may mắn và nó ý nghĩa lắm cả nhà. Em thấy dễ ăn rồi anh, tại vì nhiều người người ta không ăn được củ hành, không ăn được gừng hoặc là gì đó thì người ta ăn những thứ khác. Nhầm người không ăn được củ kiệu thì mình ăn cải rồi ha, ăn củ cải đỏ rồi. Em thấy là anh làm cái món này là xuất sắc luôn á, dễ ăn đó. Đãi khách mà mình đâu có biết ý nghĩa, không biết tắm, không biết cái gì cái khẩu vị của cái khẩu vị của người ta ăn cái gì không ăn cái gì. Nên cứ làm hủ dưa chua thập cẩm này đi. Rồi vậy là xong nha. Cái dọn cái tiếp á là mình sẽ đi trộn nước sôi ba loại này nha, bốn loại nữa chứ. Cải nè, củ kiệu nè, rồi củ cà gót nha. Mình đi trộn mấy loại này, su hào nữa, mình trộn thêm su hào. Cải. Su hào với bắp cải. Nói chung là mình trộn những nước sôi những loại này, rồi là mình đi vô keo nha, vô keo đổ nước giấm vô. Bây giờ nước sôi cả nhà. Bây giờ mình tiến hành mình trộn mấy một số rau cải này nha. Cái này là mình trộn củ kiệu với bắp cải với cải sậy với cà gót thôi anh. Rồi, đơn giản mình trộn như thôi nha. Mình không để chín cái nhà, mình trộn sơ qua vậy là được rồi nha. Cái con củ hành nó lọt đây nữa. Cái củ hành ra. Rồi. Vậy đó. Làm đem ra nha. Bây giờ cải mình đã trộn xong rồi cả nhà. Mình để cho cải nó mà nó giòn nha. Nó màu nó sáng đẹp. Mình chuẩn bị một thau đá rồi nha. Đó, mình về mình làm lạnh cấp tốc nè. Cái này cũng là một cái kinh nghiệm nha cả nhà. À, nhà mình nên làm theo y vậy nha, đừng bỏ qua công đoạn này nha. Bỏ qua công đoạn này thì nó đúng, cá vô thì nó giòn lại ha. Nó giòn lại nó chứ mình bỏ qua công đoạn không có nước đá này là nó không ngon nha. Không. Cái này là cục nước đá nha cả nhà. Đó, mình ngâm cái này khoảng 5 phút là mình vớt ra hết nha. Cả nhà mình thấy mình nghề cái dưa kiệu nha, đặc biệt cái dưa kiệu Hải đã có trụng vào nước sôi nha, mình giảm cái độ hăng của nó là một, còn cái thứ hai ha là rất là nhanh ăn nha cả nhà. Mình làm cái này trong vòng 2 hoặc 3 ngày là mình ăn được rồi nha. Thì mình để đây chừng nào mới vớt ra anh? Nói chung là nước đá nó tan chút đi rồi đầu là mình vớt ra được rồi. Mình vớt ra là mình vô keo nha, vớt ra để ráo chút xíu rồi mình sẽ vô keo nấu giấm nha. Cái đầu mình đi nấu nước giấm đường ở đâu đầu mình chế vô là xong nha. Cái ba cái cải của mình nãy mình trộn vô cái nước đá nha cả nhà. Bây giờ nó để ráo nha. Bây giờ Hải sẽ trộn hết cái này lại rồi mình vô keo nha. Vô keo rồi mình chuẩn bị mình bỏ đổ giấm đường vô cả nhà.
quá đẹp ha, quá tuyệt vời ha. Mình mới làm mà làm món này thôi là mình đã vô tiền rồi cả nhà, chưa có vô keo để ăn là khách tới là vô tiền nha. Gà ha, bán được con gà 10 triệu liền ha, quá đã ha. Thiệt này nổ ta, nổ gì 9 triệu có còn nữa không, không phải 10 triệu, nói 10 triệu đó đi. Đó thì anh nói thẳng vậy đi chứ anh nói 10 là em cãi à. Rồi rồi tiếp tục giờ mình vô keo nha. Quậy quậy nó ngồi giấm lên nói vậy đó. Cái nồi giấm đường mình đã xong nha, giấm đường mình dằn thêm 1 tí muối nha nha. Đó mình nấu xong rồi, giờ nó mình đang để nguội nha, giờ vẫn còn ấm nha, vẫn còn ấm, nhưng bây giờ tới công đoạn là mình sẽ bỏ cái dưa cải mình vô nha. Nói chung là những cái thành phần lúc đầu á mình ăn chuẩn bị sẵn nha. Cả nhà nên dùng cái hũ sành cho Hải nha. Cái hũ này khi mà mình làm dưa nè nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn nha. Ngon quá, em thấy nhiều loại là em thấy ngon rồi đó. Nói chung là nó nhiều loại như vậy thì nó như là thập cẩm vậy nha, nó tuyệt vời đúng không nè. Cả nhà mình ơi, bây giờ tới công đoạn cuối rồi nha. Hồi nãy giờ mình cũng vô mà tắm rửa thay đồ, mình đợi cái này cho nó nguội nha, nước giấm giấm đường mình nguội rồi nha. Thì mình bây giờ mình cho vô keo thôi nha, cho vô keo rồi mình để vô tủ lạnh nha, để vô ngăn mát á, mình ăn dần dần nha cả nhà. Nói chung cái này mình để ăn lâu được luôn nha. Còn ai mà muốn ăn liền thì để ở phía ngoài nha, ngày mai mới ăn, mốt ăn liền được. Đúng rồi, nếu mình để trong tủ lạnh thì để ăn lâu được, còn nếu mà nhà mình còn đồ ăn hoặc là chưa cần ăn sớm thì mình để tủ lạnh. Còn nếu mà ai muốn ăn liền 1-2 ngày nữa ăn liền thì ok, mình để ngoài bình thường nha, là nó mau chua lắm nha. Ở nhà mình thấy không, cái này nó như là ngũ sắc nha, xanh đỏ tím vàng đều có nha. Thật sự là cả nhà mình làm cái hũ này ăn đi, rồi mình với cái tâm niệm nha, là những cái loại củ quả trong đây á nó tượng trưng cho sự may mắn nha, thì bảo đảm đi cả nhà mình ăn rồi rồi mình tâm niệm rằng là mình sẽ gặp may mắn, là bảo đảm sự may mắn sẽ đến với cả nhà mình nha. Làm nhà cả nhà tập trung làm hũ gì là đủ luôn á, đủ ăn cái Tết chứ khỏi cần làm mà cho món này dưa kia ha, nó bề bộn ha. Làm thứ một này là thấy quá ok luôn. Một món đầy đủ nha. Đó, cả nhà mình nếu mình đông người á thì làm lên thủ bự chút nha. Nhà Hải thì ít người, có hai vợ chồng với mấy đứa con thôi, mà mấy đứa con thì ăn cái này ít nha. Cái hai vợ chồng ăn thôi là nên là tuyệt vời. Cái hũ này thật sự là nó đầy đủ gia đình của Hải đã nha. Cho nên lên năm nay là Tết thì không cần làm nữa, mình làm sớm về xong nha. Rồi, giờ cái hũ dưa chua ngày Tết của mình đã hoàn thành nha cả nhà. Rồi hy vọng cả nhà tiếp tục ủng hộ cái kênh của Hải nha. Đăng ký bấm like, chia sẻ giùm cho Hải nha cả nhà ơi. Đó. Và chúc cả nhà năm nay có một hũ dưa chua thật là tuyệt vời nha. Và bên cạnh đó thì cả gia đình luôn luôn gặp may mắn nha cả nhà. Rồi, Hải xin kính chào tạm biệt cả nhà nha.